Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán vừa tổ chức hội nghị triển khai luật đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn liên quan cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, công chức địa chính, các xã, thị trấn và các phòng ban chuyên môn của huyện. Luật đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi bổ sung 180 trên 212 điều của luật đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều. Với những điểm mới nổi bật, luật đất đai năm 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế chính sách về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai, giải quyết các vấn đề vướng mắc tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất, đồng thời đảm bảo hài hòa quyền lợi của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, hiệu quả. Hội nghị tập huấn là dịp để các đại biểu nắm bắt các quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực đất đai, trao đổi đề xuất tháo gỡ vướng mắc bất cập trong thực thi pháp luật về luật đất đai, từ đó nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, đồng thời tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện luật.